Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về 6 cái ngu lớn nhất của đời người. Cái ngu đầu tiên của con người đó là nghĩ rằng những cái điều tốt đẹp là của người, sự giàu có thịnh vượng là của người, hạnh phúc tuyệt vời là của người khác chứ không phải của mình. Rất nhiều người cứ nghĩ rằng, cứ nói về sự giàu có là nói rằng ôi người ta phải thế này thế kia thì người ta mới giàu như thế chứ, ôi mình làm sao mà được như thế. Đây chính là cái tâm lý của một người rất là ngốc. Đừng bao giờ nghĩ rằng những cái điều tốt đẹp, những cái điều tuyệt vời là chỉ thuộc về người khác thôi. Các bạn sinh ra ở trên đời này, các bạn có quyền bình đẳng như nhau. Người ta giàu có được, mình cũng có thể giàu có được. Người ta hạnh phúc được, mình cũng có thể hạnh phúc được. Đừng bao giờ nghĩ rằng một có một người giàu có và giỏi hơn mình thì mình cứ nghĩ rằng người đấy là việc cũng thuộc về người ta, người ta mới được như thế, còn mình sẽ không được như thế đâu. Hãy thay đổi suy nghĩ. Gặp một người rất tuyệt vời, đừng có nghĩ rằng ủa mình không xứng với anh ấy. Hãy có một cái tâm lý là trên đời này không có gì là không thể hết. Các bạn là những người sẽ biến những cái điều không thể thành những điều có thể. Đó chính là tâm lý của một người khôn ngoan. Cái ngu thứ hai ở đời người đó chính là kết giao với những người tiêu cực và không có ý chí. Đó là những người thực sự thất bại trong cuộc đời này các bạn ạ. Tại sao mình lại nói thất bại? Thất bại ở đây không có nghĩa là các bạn bắt đầu làm một việc và các bạn không thành công thì là thất bại. Thất bại ở đây là cái việc mà mặc định rằng mình không thể làm được điều gì đó. Mặc định rằng là một người không thể tiến xa hơn, tức là một người không có ý chí. Không có ý chí tức là thất bại. Tiêu cực trong cuộc sống tức là một người thất bại. Bởi vì một người không có ý chí và lúc nào cũng nghĩ tiêu cực thì không thể nào mà làm một người thành công được. Cho nên cái ngu rất lớn của đời người là cứ để bản thân mình tiếp xúc với những người tiêu cực và những người không có ý chí. Nếu các bạn muốn cuộc sống của mình tốt hơn, tuyệt vời hơn bây giờ, các bạn phải kết giao với những người tốt hơn các bạn. Nếu muốn hạnh phúc hơn, hãy tìm cái người mà hạnh phúc hơn các bạn để học họ, học hỏi họ, tiếp xúc với họ. Còn những cái người mà tiêu cực, mang cho các bạn những cái nguồn năng lượng không tốt thì các bạn hãy tránh xa những người đấy ra. Chúng ta không cần nhiều bạn. Chúng ta không cần phải có rất nhiều bạn mới chứng tỏ rằng chúng ta là những người có khả năng giao tiếp. Mà chúng ta chỉ cần rất ít những người bạn mà đó là những người bạn tốt, người bạn tích cực, có ý chí mà thôi. Còn đừng bao giờ để bản thân hàng ngày tiếp xúc nhiều với những người tiêu cực và không có ý chí. Hãy tránh xa những người này ra các bạn nhé. Cái ngu thứ ba ở đời người đó chính là chạy theo hư danh. Thực ra đây là một cái vấn đề mà nó là một vấn đề nan giải của xã hội. Ai cũng chạy theo hư danh hết. Rất nhiều người cứ chạy theo hư danh mà không cần biết là thực tế là mình cần gì ở trong cuộc đời này. Ví dụ, mình thấy rất bất ngờ vì có những người mua những chiếc xe sang, xe xịn, mua những chiếc điện thoại sang, điện thoại xịn mà có khi là phải dành cả tháng lương của mình, làm được bao nhiêu là đưa vào cái chỗ trả góp hết, không còn dư ra để mà sinh hoạt nữa. Thậm chí có những người ham hư danh đến cái mức độ đó. Chứ là chỉ để một người xung quanh người ta nhìn thấy mình dùng một cái chiếc điện thoại xịn thời thượng, hoặc là đi một chiếc xe xịn thời thượng, thì tức là người ta sẽ phải tôn trọng mình, người ta kính trọng mình, coi trọng mình. Mình thì mình đánh giá đây là một hành động rất ngu ngốc. Bởi vì sao? Mình phải chi tiêu theo đúng cái thu nhập của mình chứ. Chỉ vì để người khác nhìn vào mình, người ta thấy mình có tiền, mà mình dành cả cái tháng lương của mình không còn có đủ để làm một cái gì khác, chỉ để đưa vào cái tiền mà trả góp đó thôi. Đây là một cái sự ham hư danh mà thực sự là nó là một cái điều rất ngốc nghếch. Ngốc nghếch ở cái chỗ là nó không cho các bạn những cái thứ các bạn muốn, mà để cho các bạn sống một cuộc sống rất là khổ. Những cái người ham hư danh là những người sống thực sự không có sự bình yên ở trong tâm hồn. Bởi vì lúc nào ấy, họ cũng phải nghĩ là làm sao để mọi người nghĩ tốt về mình, để mọi người nghĩ là mình sang, nghĩ là mình giàu. Cứ nghĩ là cứ có những cái tâm lý như thế, dẫn đến là họ luôn luôn sống trong sự bất an. Bởi vì là trong suy nghĩ của mình lúc nào cũng để suy nghĩ của mọi người ở phía trên suy nghĩ của mình. Nghĩa là suy nghĩ của người khác ảnh hưởng đến mình. Nhưng mà làm sao có thể là ai cũng nói tốt về các bạn được, đúng không? Đấy, những người ham hư danh là những người rất coi trọng suy nghĩ của người khác, coi trọng một cách quá mức những suy nghĩ của người khác, dẫn đến là ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình. Rất khổ, một sự ngu ngốc không đáng có. Mình muốn khuyên các bạn một câu như này. Ở trong cuộc sống ấy, thì mình có thể nhiều tiền, có thể ít tiền, mình cứ sống theo đúng cái mức sống của mình, để làm sao mà các bạn có một cuộc sống thoải mái nhất. Chứ không phải là
Các bạn hôm nay các bạn có một cái xe xịn, một cái nhà xịn, một cái điện thoại xịn, nhưng mà đêm các bạn không thể nào mà ngủ được, bởi vì mình phải lo là ngày mai làm sao để có tiền để trả góp, làm sao để có tiền, mà liệu nếu ngày mai mà mình không thể làm, không có đủ sức khỏe để làm ra những cái đấy thì chắc là mình chết mất. Không đáng các bạn ạ, đấy là cái hư danh. Mà thực sự trên đời này có rất là nhiều người giàu á, họ rất là giản dị các bạn ạ. Không phải là giàu mà họ cứ phô trương là phải đi cái xe xịn rồi là mua cái nhà sang trọng đâu. Tất nhiên là các bạn có tiền, các bạn hoàn toàn có thể có những cái thứ đó, nhưng không phải chạy theo nó, chạy theo cái hư danh đó, để rồi các bạn sống mà ngày nào cũng phải sống trong bất an, trong lo lắng, trong khổ sở. Hãy làm sao để mình có một cuộc sống thoải mái nhất các bạn nhé. Cái ngu số 4 của đời người đó là muốn làm hài lòng tất cả mọi người. Các bạn phải biết rằng ở trên đời này, dù các bạn sống như thế nào, có những người tốt đến mấy thì chắc chắn sẽ có những người ghét, chắc chắn sẽ có những người không hài lòng. Và sai lầm, cái ngốc nghếch và cái ngu đó chính là mình cứ thích là làm hài lòng tất cả mọi người. Ai mà không thích mình cũng cố gắng là phải cố gắng trò chuyện thật nhiều để người ta có những ấn tượng tốt về mình, để người ta cũng phải thích mình, để mình làm hài lòng tất cả mọi người. Điều này là một điều không cần thiết. Các bạn sống ở trên đời thì các bạn phải có một cái tâm lý là dù mình là người như thế nào thì chắc chắn sẽ có những người yêu mình, có những người ghét mình, và mình phải chấp nhận điều đó. Nhiệm vụ của mình không phải là giải thích với tất cả mọi người về cái việc là mình sống như thế nào. Các bạn cứ sống làm sao cho đúng cái nguyên tắc sống của các bạn. Sống một cuộc sống có ý nghĩa, làm những điều lương thiện, thì đó là những cái kim chỉ nam để các bạn sẽ không bao giờ đi lạc lối. Còn việc người khác nghĩ gì, yêu ghét các bạn, đó là việc của họ. Chấp nhận rằng trong cuộc sống có những người yêu mình, có những người ghét mình, và nhiệm vụ của mình không phải là làm hài lòng tất cả những người đó các bạn nhé. Cái ngu số 5 của đời người đó chính là chạy theo tiền bạc một cách mù quáng, không biết đâu là đủ. Tại sao đây lại là một cái ngu? Ngu là bởi vì tiền bạc nó chỉ là một cái công cụ thôi. Chúng ta phải luôn luôn biết rằng mục đích của chúng ta sống ở trên đời này là hạnh phúc và làm cho những người xung quanh hạnh phúc. Cái đó mới là mục đích sống thực sự. Còn cái tiền ấy, nó là một công cụ rất quan trọng. Công cụ không phải mục đích. Nhưng mà nhiều người để biến tiền trở thành một cái mục đích, mà cả đời mình cứ kiếm, kiếm mãi. Ví dụ bây giờ mình kiếm được 50 triệu một tháng, mình nghĩ rằng ôi mình mà kiếm được 100 triệu một tháng thì mình sẽ vui lắm, mà lúc đó mình sẽ hài lòng. Mình kiếm được 100 triệu rồi mình vẫn không hài lòng, mình vẫn cứ phải kiếm nhiều hơn nữa. Điều này không có nghĩa là mình nói là các bạn không được phấn đấu. Các bạn vẫn được phấn đấu để kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn cứ mù quáng mà chạy theo cái đồng tiền đó, mà các bạn không biết rằng các bạn kiếm ra tiền cũng là để hưởng thụ cuộc sống nữa, để mình làm sao mà mình sống một cách thoải mái. Chứ các bạn nghĩ rằng đời người chúng ta sống ở trên đời này 7-80 năm, nhiều người nào nhiều thì 90 năm, 90 năm sống ở trên cái đời này, cuộc đời rất ngắn ngủi như thế thôi. Các bạn dành cả 7-80 năm trong cuộc đời của mình chỉ để đâm đầu làm công việc, thậm chí một ngày làm gần hết những cái quãng thời gian mà không có thời gian để mà nghĩ đến cái chuyện khác. Cứ chạy theo đồng tiền một cách mù quáng mà không biết rằng cái thứ thực sự, cái mục đích thực sự trong cuộc sống của mình là gì. Thì đây là một cái điều rất là ngu ngốc, bởi vì ai cũng thế, đến 80-90 tuổi thì cũng về trời với hai bàn tay trắng thôi mà, đúng không? Cho nên là mình kiếm được thì mình cũng phải nghĩ là mình, mục đích cuối cùng của mình là hạnh phúc, là mình phải hưởng thụ cuộc sống. Còn những ai mà coi tiền là mục đích sống thì sẽ rất là khổ. Và cái ngu số 6 của đời người đó chính là làm ra tiền mà lại không dám tiêu. Thực ra các bạn sẽ thấy là kỳ quặc đúng không? Nhưng thực sự điều này cũng xảy ra với rất là nhiều người ấy. Họ kiếm được tiền nhưng mà họ không dám tiêu. Rất nhiều người kiếm được tiền là cứ thích tiết kiệm thôi, cứ để tiền ra thôi. Mặc dù mình cũng có điều kiện, cũng có kiếm được khá là nhiều tiền rồi đấy, nhưng mà mình cứ thích tiết kiệm được nhiều thì mới vui, tiết kiệm được nhiều thì mới muốn như thế. Mình mua cái gì mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng mà cứ tiêu cái này là cảm thấy là ồ không đáng, không nên để cho người khác kiếm tiền của mình không mua, mình không có tiêu pha gì hết. Thì rất là nhiều người có cái tâm lý như này. Tiền sinh ra, tiền kiếm ra là để tiêu mà, đúng không? Đương nhiên là các bạn cần tiết kiệm, mình không nói là các bạn không tiết kiệm, nhưng mà đừng bao giờ biến mình trở thành một cái người mà kiếm ra tiền mà không tiêu, làm ra tiền mà không dám tiêu thì rất là ngốc. Làm ra tiền mà không dám tiêu như thế thì rất là không hay, không tốt. Làm ra các bạn sẽ có một cái hoạch định, ví dụ mình kiếm được 100% đấy thì mình sẽ dành khoảng 50% để mình tiêu, hoặc đến 70% mình tiêu, còn lại là 30% đến 50% là mình để dành để mình cho những tình huống bất chắc. Nói chung là tùy vào các bạn, nhưng các bạn nhất định phải tiêu, chứ không phải là
kiếm ra không dám điều cái gì cả. Nhiều người có tâm lý như thế thì đây là một cái điều rất là ngốc nghếch. Và đó chính là những cái điều ngu ngốc ở trong đời mà mình nghĩ rằng ai cũng nên biết để cải thiện cuộc sống của mình, để cuộc sống của mình trở nên thoải mái, hạnh phúc hơn, đúng không các bạn? Mình hy vọng rằng các bạn sẽ thích video này. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Đừng quên nhấn vào like nếu các bạn thấy thích video nhé. Và đừng có quên nhấn vào cái nút subscribe để không bỏ lỡ những video khác của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.